Chú. Xin chào cả nhà ơi, thì đây là cái dâu mà Thảo vừa chia sẻ với cả nhà. Mọi người có tin được không, một hộp á, như vậy là chỉ có 99 cent thôi, coi như là chỉ có 20.000 đồng tiền Việt Nam thôi đó cả nhà, quá là rẻ luôn. Hôm nay là hai mẹ con mình xin múc băng. Xin chào cả nhà ơi, thì đây là cái dâu mà Thảo vừa chia sẻ với cả nhà. Mọi người có tin được không, một hộp á, như vậy là chỉ có 99 cent thôi, coi như là chỉ có 20.000 đồng tiền Việt Nam thôi đó cả nhà, quá là rẻ luôn. Hôm nay là hai mẹ con mình xin múc băng. Mời các bạn ăn ăn. Không phải, đó là mời cả nhà ăn ăn. Mời các bạn ăn ăn. Ryan thì sẽ múc băng nho, còn mẹ Thảo thì sẽ múc băng dâu. Dâu. Rồi trời ơi, Thảo sẽ lấy cái trái nào mà to nhất để ăn cho cả nhà mình xem nha. Dù rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn. Còn đây là muối Tây Ninh nè cả nhà, siêu ngon luôn ha. Ăn cái chủ khác. Con múc băng nữa hả? Múc băng nữa chứ. Con trai không múc được. Con trai của em là lúc này lúc kia lắm cả nhà, ảnh rất là thích múc băng. Cái dâu này là khỏi phải chê luôn á cả nhà ơi, ngọt lắm luôn á. Mà tính ra bên đây nó rẻ, siêu rẻ luôn. Bữa Thảo mua ở trong Costco một hộp trái cũng to thì tầm khoảng 4 đô mấy, khoảng 100 ngàn tiền Việt Nam. Còn sáng nay mẹ Thảo đi chợ của người Hoa nè cả nhà, bán một hộp á, nhưng mà Thảo chia sẻ với cả nhà mình á là chỉ một hộp như vậy là chỉ có 20 ngàn. Nhưng mà trái nhỏ này rất là ngon nha. Ngon con. Ngắt bước ngắt. Mẹ chỉ quan tâm trái dâu đó thôi hả? Không, mẹ lúc nào cũng quan tâm con. Mẹ chỉ quan tâm trái dâu đó thôi hả? Trời ơi, cả nhà mình nghe không? Sao lúc nào mẹ cũng không quan tâm con, mẹ chỉ quan tâm trái dâu này thôi đó hả? Quan tâm con chứ? Con là con trai yêu của mẹ mà. Hồi nãy con ăn trái dâu nhỏ con nhớ cái nắp á. Trời ơi, ngon lắm luôn. Nhà áo là không bự đây. Nhà mình nhà đúng rồi. Mà thích vô mới thấy con được. Không thôi là chỉ thấy mẹ thôi đó, không thấy anh đâu. Con trai được nhờ ghê luôn. Hôm qua con đi hai con hải cẩu đó. Đi đâu? Con hải cẩu mà. À đi coi hải cẩu ha, đúng rồi. Hôm qua anh đi coi hải cẩu luôn á nha cả nhà. Hôm qua là anh đi xem hải cẩu luôn đó. Ăn từ từ ở chừng hốc nha. Mẹ đang ăn dâu nhưng mà mẹ vẫn coi camera nhìn ảnh á, chứ không phải là không quan tâm mình đâu nha.